Trước những dự báo thị trường chứng khoán sắp điều chỉnh, bạn sẽ nghe theo và bán cổ phiếu đang nắm giữ. Hay khi nghe được thông tin dự báo thị trường chứng khoán tăng, bạn sẽ mua vào cổ phiếu. Một số nhà đầu tư sẽ rất lưỡng lự trong việc giao dịch khi đọc các dự báo nói trên. Nhưng liệu các dự báo đó có chính xác? Happy Life, xin chào các bạn. Warren Buffett hay Benjamin Graham từng nhiều lần tuyên bố không đặt nhiều niềm tin vào các dự báo kinh tế hay thị trường khi đầu tư. Lý do là thị trường bị tác động bởi muôn vàn yếu tố bất định, khó dự báo chính xác điều gì sẽ xảy ra. Không ai có thể dự báo trước được thị trường, kể cả Warren Buffett. Thế nhưng, năm 2020 là một năm kỳ lạ. Thời gian qua, thế giới ngày càng đối mặt với nhiều sự kiện bất ngờ và mang tính không chắc chắn. Điển hình là dịch Covid-19. Với triển vọng kinh tế không chắc chắn, các nhà hoạch định chính sách tỏ ra bối rối, nhà kinh tế thì cũng không thể dự đoán được, và nhà đầu tư càng khó dự đoán được các triển vọng kinh tế cũng như thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán được định nghĩa là phong vũ biểu của nền kinh tế. Tăng trưởng kinh tế và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp luôn song hành với nhau. Thế nhưng, năm 2020 là một năm kỳ lạ khi kinh tế đi xuống còn thị trường chứng khoán đi lên. Suốt từ đầu năm đến nay, thị trường chứng khoán thế giới và Việt Nam liên tục lập các đỉnh cao mới, bất chấp Covid-19 và kinh tế ảm đạm. VN Index mặc dù vẫn còn cách đỉnh cũ hơn 100 điểm, nhưng có lẽ chỉ là vấn đề về thời gian để VN Index có thể lập một đỉnh cao mới. Dòng tiền mới của những nhà đầu tư lần đầu tham gia thị trường là một trong những nguyên nhân giúp thị trường chứng khoán liên tục tăng mạnh. Nhiều người buồn chán khi phải ở nhà do lệnh phong tỏa, mất việc đã tìm đến thị trường chứng khoán để thử vận may. Bên cạnh đó, trước triển vọng kinh tế ảm đạm, hầu hết các quốc gia đã tiến hành nới lỏng bằng các biện pháp tài khoá và tiền tệ khác nhau để cứu vãn. Dù nền kinh tế chưa hồi phục, nhưng với lượng tiền khổng lồ được bơm ra, giá cả của các tài sản tài chính trên nhiều thị trường đã tăng vọt, giá cổ phiếu cũng tăng nhờ tiền rẻ. Những điều này chắc chắn là không có ai có thể dự đoán được vào thời điểm trước đó. Trèo càng cao thì ngã càng đau. Điều cần làm nhất vào lúc này đó là giảm thiểu rủi ro khi đầu tư. Nếu không thể dự đoán được thị trường, nhà đầu tư tốt nhất nên tự giảm thiểu rủi ro khi tham gia đầu tư chứng khoán. Sau đây là một số nguyên tắc phổ biến giúp xây dựng một chiến lược đầu tư an toàn. Đối với những nhà đầu tư dài hạn và tập trung vào giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, khi thị trường rơi vào khủng hoảng, hầu hết cổ phiếu sẽ giảm. Tuy nhiên, những cổ phiếu thực sự tốt sẽ giảm ít hơn thị trường và hồi phục nhanh khi thị trường hồi phục. Trong dài hạn, giá cổ phiếu sẽ được trả về giá trị thực. Để tìm được những cổ phiếu này, nhà đầu tư phải bỏ nhiều công sức để tìm hiểu, phân tích và đánh giá. Bù lại, chúng sẽ giúp nhà đầu tư có được những giấc ngủ ngon dù thị trường có biến động như thế nào. Còn đối với những nhà đầu tư ngắn hạn hay chủ yếu dựa trên phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật ngoài việc giúp nhà đầu tư đưa ra các tín hiệu mua bán còn giúp tạo ra kỷ luật cho nhà đầu tư. Hãy tuân thủ kỷ luật giao dịch. Kỷ luật ở đây là nguyên tắc bán khi nào, mua khi nào dựa trên biến động giá cổ phiếu kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật hay hành động giá. Nhà đầu tư có thể đặt các mức cắt lỗ, chốt lời cho mỗi lần giao dịch. Việc tuân thủ kỷ luật giúp nhà đầu tư phản ứng kịp thời cũng như hiện thực hóa được lợi nhuận. Thay vì dự đoán thị trường, việc tuân thủ kỷ luật giao dịch sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Và bạn có thể tìm hiểu thêm về bộ sách kiếm tiền bền vững từ thị trường chứng khoán, bao gồm hai cuốn sách Lột xác để trở thành nhà đầu tư giá trị của Guy Spier và Nghệ thuật đầu tư đun đủ của Monish Papri. Đây chắc chắn sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư mới bắt đầu tìm hiểu về đầu tư chứng khoán hay những nhà đầu tư thua lỗ quá nhiều, muốn tìm một hướng đi an toàn và ổn định hơn. Bộ sách đã được Happy Life phát hành trên toàn quốc. Nếu video này hữu ích cho bạn, hãy nhấn vào nút like và comment bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Chia sẻ video này tới những người mà bạn nghĩ là họ cần. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life, chọn vào nút chuông thông báo, cũng như theo dõi fanpage Happy Life dưới chế độ yêu thích để là những người sớm nhất cập nhật những video, những thông tin mới nhất về đầu tư, về tài chính cá nhân, về phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.